mang tính đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Đảng, chính quyền và đoàn thể phường cũng cần phải nỗ lực kiện toàn, đặc biệt năng lực lãnh đạo, chính trị năng lực tạo động, sức mạnh văn hóa, làm thay tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những kết quả đạt được trong 15 năm qua đã thể hiện tính quyết đoán, nhân dân cùng chung sức. Hòa Xuân trong 15 năm và những phát triển như ngày hôm nay. Xin mời tất cả các bạn Hòa Xuân chúng ta cùng tham gia buổi lễ cảm tạ chúng ta đứng tại chỗ, chúng ta cùng chung cho những trải nghiệm ngày hôm nay ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.